Chào mọi người, khá là nhiều người trồng chăm sóc hoa lý có một cái vài cái thắc mắc như này. Đấy là khi mà lý thơm ấy thì lấy thấy thì lại lá nhỏ thì cũng thắc mắc, cứ tưởng là không thơm chẳng hạn. Thì hôm nay sẽ so sánh và đối chiếu cho mọi người một số cái loại lý, cũng như là cung cấp thêm mọi người những cái thông tin để mọi người có thể tham khảo là lý thơm thì lá to lá nhỏ, cũng như lý không thơm lá to lá nhỏ như nào. Ở đây là một vài cái chậu lý. Đấy, lý thơm mọi người nhé. Đấy, lý thơm cao này, đã chia tái chưa nụ rồi. Thằng này là màu vàng này và cây khá là khỏe này. Đấy, là lá to dài đầm này. Nhưng bên này thì cũng là màu vàng thơm nhưng mà lá nó là nhỏ, dài và nhọn hơn. Tua tủa nhìn kiểu nó nhỏ nhỏ nhọn lại tua tủa. Thì cũng là lý thơm cả, nhưng thằng này là vàng nhọn, nó thường thường cây nó sẽ gầy hơn một chút này. Với cả cái lá của nó sẽ nhọn hơn. Đấy, nhìn nó nhiều dày lá hơn. Nhưng cái loài bên này thì nó sẽ thưa lá hơn. Đấy, thì cũng là lý thơm cả, nhưng mà sẽ có một số cả loài là lá sẽ có sự khác nhau. Nhưng cơ bản ấy là cái lá của nó sẽ màu đậm hơn. Còn bên này thì là một cái dòng lý không thơm. Đấy, lý không thơm thì thường thường mọi người có thể thấy là nó sẽ có sự khác này. Đấy. Đấy, có sự khác nhá. Đây, bên này thì lý thơm lá sẽ thưa hơn, với cả màu nó đậm hơn và bề dày của lá nó to hơn này. Bên này thì cái lý không thơm thì thường thường cái mật độ lá nó dày hơn, nhiều hơn, cũng như là cái bề rộng của lá hẹp và dài nhỏ hơn này, và đặc biệt là lá dày hơn. Đấy, bên này là lý không thơm. Còn đấy cũng là màu đỏ này, một cái màu đỏ là to đấy. Thường thường ấy, lý thơm thì hầu hết là cái kiểu lá như này khá là phổ biến, tức là lá to bản cũng như là thưa lá và đậm màu. Ngoài ra một số cái màu mà lá nhỏ như này chủ yếu vẫn là màu vàng thôi mọi người. Đấy, màu vàng vàng nhọn đấy thì lá này thôi, còn lại cơ bản là lá sẽ kiểu kiểu như này là vẫn là chủ yếu thôi. Còn hầu hết đấy các loài lý không thơm thì nó sẽ có đặc điểm lá như thế này, như kiểu là cái giả ấy, cái nhựa ấy. Đấy, lá thì sẽ bóng hơn. Còn cái lý lùn thì cũng kiểu kiểu thế, lá khá là dày và nhìn nó tua tủa, mật độ nó cũng dày hơn nhiều. Đấy, lá nhỏ và dày. Thế quy ra nếu mà không thơm ấy thì các loài đều cơ bản đều có sự giống nhau, kể cả là cáo không thơm hay là lùn không thơm. Đấy, còn bên này mình có thể thấy này, có thể thấy luôn nhưng mà lại thơm ấy, lá sẽ có sự tương tự so với cái lý cáo thơm, vì nó sẽ đậm màu này, thưa lá và cũng như là nó xanh đậm hơn này. Đấy, đấy là một số cái màu cũng như là cái giống để mọi người có thể là thêm cái góc nhìn nhá, chứ không phải là nhiều khi lý thơm trong chẳng hạn vàng nhọn này cũng là lý thơm nhưng mà thấy lá nhỏ thì lại nghĩ là không thơm, thì cũng không hẳn là như thế. Đấy, hoặc là một số cái thậm chí là một chẳng hạn như này, lý đỏ một số người trồng cũng thằng này cũng tưởng là lá nó phải to hơn thật là to, không phải là loài nào cũng đều là thơm là phải to thật là to, hoặc là nó to cùng cỡ giống nhau mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể là tự so sánh đối chiếu với cái loài mà mình đã trồng mọi người nhé. Đấy, ở trên đấy là hy vọng là mọi người trồng được những cái lý đúng giống và có thêm cái thông tin để mọi người tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.